Jisoo, hành trình thoát mác idol bất tài của công chúa Blackpink. Không chỉ sở hữu nhan sắc thuộc hàng top, Jisoo còn được biết đến với tính cách vui vẻ và thân thiện của mình. Tuy vậy, ngay từ khi debut, Jisoo đã bị gắn mác idol bất tài khi cô nàng luôn bị xem như thành viên kém cỏi nhất so với các thành viên khác trong nhóm nhạc đình đám Blackpink. Hành trình khẳng định bản thân và thoát khỏi cái mác thần tượng bất tài chưa bao giờ là dễ dàng đối với cô nàng. Nàng công chúa mờ nhạt. Ngay từ thời điểm debut, nhiều người đã đặt câu hỏi rằng tại sao Jisoo lại có thể ra mắt cùng Blackpink khi cô nàng mang vẻ ngoài không giống với nhan sắc, cá tính thường thấy của nhà quay Jay. Tài năng của Jisoo cũng được đánh giá không thực sự đặc biệt. Người hâm mộ cho rằng nữ thần tượng chắc hẳn phải có xuất thân đặc biệt hay có sự hậu thuẫn từ gia đình. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng Jisoo là một nàng công chúa ngậm thìa vàng và đồn đoán rằng cha cô là CEO của một công ty quản lý Mamamoo hoặc của một đài truyền hình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Thực chất, Jisoo sinh trưởng trong một gia đình có đam mê nghệ thuật, nên dường như Jisoo cũng thừa kế dòng chảy văn nghệ ấy. Sự tán thưởng của người thân mỗi khi cô nhóc ca hát hay say sưa nhảy múa đã nuôi dưỡng tình yêu biểu diễn trong cô. Khi đến tuổi thiếu niên, cô gái mang theo sự dũng cảm cùng tình yêu nghệ thuật thuần túy đến trải nghiệm và vượt qua vòng thử giọng của một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Vào tháng 7 năm 2011, Jisoo được công nhận là thực tập sinh của YG Entertainment và sau này là mảnh ghép của nhóm nhạc nữ cá tính Blackpink. Khả năng vũ đạo của Jisoo từng bị đánh giá là khá kém. Các bước nhảy của Jisoo thời gian đầu debut thường yếu, không dứt khoát, biểu cảm của cô nàng cũng có phần cứng nhắc và không được tự tin. Nhưng xét đi cũng phải xét lại, Blackpink là một girl group với 4 thành viên đều không hề thua kém nhau về cả nhan sắc lẫn tài năng. Jennie, Lisa, Rose đều rất nổi bật với những sở trường riêng của mình. Bởi vậy, việc Jisoo debut cùng Blackpink khiến cô nàng có phần bị nhạt nhòa hơn so với cả nhóm và chưa thật sự tạo được ấn tượng là điều dễ hiểu. Nếu so với các nữ thần tượng của K-pop thế hệ Gen 3, thì có thể nói Jisoo khá ổn và không có quá nhiều sự thua kém. Hành trình thoát mác idol bất tài. Bị chỉ trích rất nhiều về tài năng, nhưng bằng sự nỗ lực và chăm chỉ, Jisoo đã ngày càng khẳng định được dấu ấn của bản thân. Nữ thần tượng đã luyện tập rất nhiều cả về giọng hát và vũ đạo cho người hâm mộ thấy được sự tiến bộ của mình. Trong những sân khấu gần đây, Jisoo luôn biểu diễn tràn đầy tự tin với giọng hát ổn định và khả năng biểu cảm tốt. Vũ đạo của cô nàng cũng ngày một uyển chuyển và đồng đều hơn. Khi trình diễn trong các sân khấu gần đây, Jisoo được cho là không hề thua kém bất kỳ thành viên nào trong nhóm, thậm chí còn có phần nổi bật hơn. Không những vậy, Jisoo nhà Blackpink cũng không ngần ngại khoe giọng hát của mình khi diễn solo trong concert của nhóm với bài hát Clarity. Màn trình diễn này của Jisoo nhận được rất nhiều lời khen từ công chúng. Người hâm mộ cho rằng Jisoo đã hoàn toàn lột xác so với thời gian đầu debut. Nữ thần tượng đã biết cách xử lý bài hát tốt hơn, hát live ổn định và trình diễn cuốn hút hơn rất nhiều. Netizen hàng từ chê bai Jisoo đã chuyển sang khen ngợi cô nàng vì sự cố gắng thay đổi bản thân và thành công khi khẳng định tài năng của mình. Khởi nguồn từ khao khát được trình diễn, Jisoo biến cảm xúc đơn thuần thành động lực để luyện tập và học hỏi, vươn mình thành một idol thực sự. Sở hữu gương mặt khả ái, thân hình cân xứng và giọng hát ổn định, Jisoo là một trong những thực tập sinh đáng giá của YG Entertainment lúc bấy giờ. Hình ảnh của cô nàng xuất hiện không ít trong những dự án quảng cáo, video ca nhạc hay phim truyền hình. MV Spoiler của Epic High, MV I'm Different của Hai Si-hun, bộ phim Producer Hậu trường giải trí và các quảng cáo Samsonite, Smart Uniform, Nikon và LG đều có sự góp mặt của Jisoo. Cô nàng còn xuất hiện trong phim Niên Sử Ký Adon với vai trò là khách mời. Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 14 giây, nhưng Jisoo đã được khen ngợi rất nhiều về diễn xuất đầy nhập tâm của mình. Người hâm mộ cho rằng, nữ thần tượng hoàn toàn có thể đảm nhận vai chính trong một bộ phim nào đó và hy vọng rằng trong tương lai, cô nàng có nhiều cơ hội hơn nữa về diễn xuất. Ngoài năng khiếu bẩm sinh, nay Jisoo còn tinh luyện nên những điều cần có của một idol thế hệ mới. Từ đây, cô chỉ cả nhà hát tương sẵn sàng cho một khởi đầu mới, rộng mở nhưng cũng đầy thách thức. Khi là một dự án thai nghén hay đã được khai sinh, Blackpink luôn là chủ đề thu hút truyền thông bởi công chúng kỳ vọng vào hình ảnh đàn em của nhóm nữ thành công 2NE1 trước đó. Nhất là Jisoo, cô gái đã chiếm trọn spotlight trước cả khi debut. Nhưng thế giới chưa bao giờ đứng yên mà lại luôn vận động không ngừng nghỉ, tạo nên vô vàn biến chuyển. Có những nơi từng là dãy núi cao, đến lúc nào đó bỗng hóa thành đại dương bát ngát. Quá vậy, dường như ánh hào quang đến trước của Jisoo có dấu hiệu chững lại so với các thành viên khác. Người hâm mộ của cô còn nhiều lần hoài nghi về nhà quản lý, có vẻ như nguồn lực của Jisoo đang bị phí hoài. Jisoo lúc đó khá kiệm các hoạt động cá nhân, ví dụ như solo, tham gia chương trình giải trí hay ký kết hợp tác với các nhãn hàng đại diện. Thậm chí có giai đoạn, ngay đến công ty chủ quản, cũng được cho là đã đơn phương từ chối những cơ hội hấp dẫn mới đến với Jisoo. Nhóm đã có một Jennie với khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng, một Rose sở hữu giọng hát độc đáo, một Lisa cùng kỹ năng nhảy hút hồn, thì một Jisoo chỉ được nhìn nhận qua nhan sắc đã khiến dấy lên nhiều tranh cãi.
Một bộ phận cư dân mạng chọn cách phớt lờ các tố chất của Jisoo và chỉ trích cô nàng không có gì ngoài vẻ đẹp vô năng. Không suy sụp, trái lại, Jisoo đã chọn góc nhìn lạc quan để đối diện với những lời bình luận tiêu cực ấy. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn về sức mạnh của bản thân, Jisoo cho biết: "Tôi nghĩ cách tôi chọn là không bị vướng mắc vào quá khứ hay tương lai. Tôi tập trung vào những phút giây của hiện tại và cố gắng hết mình cũng ngay ở hiện tại. Đó là điều khiến tôi mạnh mẽ hơn." Jisoo mong rằng mọi người sẽ luôn nhớ đến cô như một cô gái lạc quan. Những người xung quanh hay nhận định Jisoo là cô gái rất giỏi trong việc biến tiêu cực trở thành tích cực, nhưng đó không phải là tự lừa dối, vì cô ấy có cũng như tin vào giá trị thật của mình. Sau tất cả, sự chân thành và nỗ lực liên tục để trau dồi của Jisoo đã được đánh giá một cách khách quan hơn. Giọng hát vững chãi, vũ đạo điêu luyện và thần thái hấp hồn giúp cô khẳng định cá tính và năng lực không thể chối từ trước công chúng. Tính lại như trầm tích, Jisoo tiếp tục bồi dưỡng các kỹ năng từ trước và tạo nên màu sắc mới cho riêng mình. Biến thể sẵn sàng tỏa sáng. Sống hết mình với hiện tại để thay đổi dòng chảy tương lai. Đó là cách mà Jisoo đã thể nghiệm cuộc sống suốt gần 5 năm từ khi bước vào giới giải trí. Và cô gái mạnh mẽ cùng tinh thần lạc quan ấy đã chứng tỏ bản thân xứng đáng với những thành tựu của hôm nay. Jisoo bắt đầu nhận được nhiều hướng phát triển mới, cũng như Rose, đại diện cho hãng mỹ phẩm Kiss Me Hàn Quốc, Candy Crush Saga Game cùng Lisa và gần đây nhất là đại sứ thương hiệu mỹ phẩm Dior Beauty tại Hàn. Jisoo cũng tham gia biểu diễn nhiều show diễn thời trang của các thương hiệu xa xỉ như Dior hay Burberry. Mỗi lần cô nàng xuất hiện tại các sự kiện đều gây sự chú ý lớn với giới truyền thông và trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất vì vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái đầy sang chảnh. Không chỉ vậy, nữ thần tượng nhà quay Jess còn là gương mặt mẫu ảnh quen thuộc của nhiều tạp chí nổi tiếng. Dường như, Jisoo đã bắt đầu thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn trước đây. Đâu chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc đỉnh cao hay tài năng tiến bộ từng ngày của mình, Jisoo còn lấy được thiện cảm của người hâm mộ nhờ tính cách thân thiện và vui vẻ. Khi tham gia các chương trình truyền hình, show giải trí, concert hay làm MC trên show âm nhạc, cô nàng luôn thể hiện một thái độ tích cực, tươi sáng và đầy rạng rỡ. Mặc dù là chị cả của Blackpink, nhưng Jisoo lại có một tính cách rất đáng yêu, hồn nhiên và rất thích trêu đùa. Ở cô nàng luôn toát lên một nguồn năng lượng vui tươi và khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Jisoo cũng là nữ thần tượng K-pop duy nhất được chọn trở thành một phần của BOF 500, danh sách thể hiện những nhân vật đang có sức ảnh hưởng đến ngành thời trang từ khắp nơi trên thế giới. Cô còn là gương mặt ảnh biệt của các tạp chí thời trang lớn của Hàn Quốc thời gian qua. Ngoài ra, thông tin về việc lần đầu tham gia vào dự án phim Hàn Snowdrop trong vai trò nữ chính, đóng cặp với Jung Hee-in đã cho thấy hướng đi sáng lạn trong tương lai của nữ thần tượng. Khi thông tin về dàn diễn viên được công bố, nhiều khán giả cho rằng vì được YG Entertainment chống lưng mà Jisoo vượt mặt những tên tuổi nổi tiếng khác để trở thành nữ chính của một bộ phim trong những bộ phim được mong đợi nhất năm 2021. Tuy nhiên, nhà báo Kim Ga-yeon tiết lộ sự thật là Jisoo đã tự mình đi casting và cũng phải trải qua quá trình tuyển chọn cắt gao để giành được vai diễn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng gây thiện cảm với các phóng viên bởi phong thái làm việc chuyên nghiệp, chân thành và thân thiện trong buổi họp báo. Được cho là một idol ngậm thìa vàng, nhưng Jisoo chưa bao giờ thể hiện sự kiêu ngạo. Cô nàng luôn rất lễ phép và hòa đồng với mọi người. Ngay cả với các fan, Jisoo luôn cố gắng giao tiếp và tương tác thường xuyên để khiến khoảng cách giữa người hâm mộ và thần tượng trở nên ngắn lại. Trong nhóm, Jisoo cũng chính là người tạo không khí cho cả nhóm. Có lẽ chính nhờ nhân cách vàng của mình mà Jisoo được rất nhiều người trong ngành yêu quý và mong muốn làm bạn. Cô nàng luôn được khen là thành viên dễ gần và thân thiện nhất trong Blackpink. Có lẽ không phải là một thần tượng nổi tiếng ngay từ ban đầu, nhưng Jisoo đang ngày càng nỗ lực khẳng định bản thân, thoát khỏi cái mác bất tài hay bình hoa di động và trở thành một ngôi sao sáng của K-pop. Hy vọng rằng trong tương lai, nữ thần tượng sẽ có thêm nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn nữa.